Ok, xin chào bạn. Và ngày hôm nay thì Thắng nhận được một cái thông tin về một cái thửa đất ở ngay trung tâm của thị trấn Long Thành. Khi mà nhận được thông tin này thì Thắng kiểm tra sơ bộ trên điện thoại và tất cả những cái thông tin ấy thì Thắng thấy rằng là mọi thứ rất là ổn về mức giá, về cái đường trước mặt khá là lớn và cái đoạn đường đó thì hiện tại cũng đang kinh doanh cũng khá là tốt nha. Còn về nhìn về cái tiện ích xung quanh ấy, thì cái đoạn đường cái lô đất này thì hiện tại nó đi thẳng tới những trung tâm thị trấn Long Thành, nơi về trung tâm hành chánh, về công viên và khu vui chơi, điện đường Trường Trạm, và nơi này hiện tại cũng đang có công ty và cái lượng người tham gia giao thông, lượng người mà ở khu vực này thì cũng khá là đông rồi. Và đặc biệt là nó còn một cái tiềm năng về tương lai, đó là khu công nghiệp khi mà mở rộng ra, và tiếp tục đó là cái trường đại học, cái làng đại học đang về khu đó hiện tại cũng đã có trường đại học về đó rồi. Chính vì vậy, quý anh chị nào quan tâm tới cái lô đất này thì quý anh chị nhớ xem cái video này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tới thực tế cái vị trí của đất nhé. Các bạn có thể nhìn thấy trước mặt không? Đó, cái mặt tiền đường khá là rộng, mặt tiền đường 8 mét nha. Và cái này là trung tâm ngay thị trấn Long Thành. Và cái đoạn đường này thì các bạn nhìn phía trước kìa. Đó, quán 68 cà phê kìa. Đoạn đường này thì họ đang kinh doanh khá là sầm uất, và từ đây chạy ra đường quốc lộ 51 đâu đó chỉ khoảng hơn 100 mét, 100 đến 200 mét. Và hai bên đường này thì người ta kinh doanh khá là tốt. Đó, khá là nhiều. Và trong tương lai thì cái đoạn đường này nó có một cái sức hút nữa, đó là cái phía sau. Đấy, chúng ta đang nhìn này, cái phía trước này. Chúng ta đang nhìn này là chúng ta đi về quốc lộ 51, được không ạ? Rồi, nếu mà đi ngược về phía sau này, phía sau cái camera này thì sẽ là đi về cái khu công nghiệp mở rộng của khu công nghiệp Long Đức và cái làng đại học ở ngay phía sau đó. Thì hiện tại là ở làng đại học đó thì cái quỹ đất giáo dục ở đó thì đã có đại học giao thông vận tải về, và họ cũng đã về đó, họ đã xây rồi. Nên là khi quý anh chị mà nhìn thấy được tiềm năng của cái lô đất này thì quý anh chị thấy là với cái lượng sinh viên, với cái lượng mà làng đại học mà đi về đây, và với cái lượng người của khu công nghiệp mới sau này mà làm ở ngoài đó, thì chắc chắn rằng là trong tương lai cái dòng người mà đổ về cái đoạn đường này còn nhiều hơn nữa. Bởi vì cái đoạn này phóng ra đường quốc lộ 51 và nó thành một ngã tư, nó đi về phía bên kia của Long Thành tiếp theo, thì chắc chắn rằng là với cái đoạn đường thông như vậy thì cái giá trị về dòng tiền và kinh doanh sau này nó sẽ cực kỳ là tốt. Và đặc biệt là nó cũng được một cái nữa là nó gần sân bay Long Thành, mà cái dự án đang được triển khai khá là mạnh và dự kiến là qua năm sẽ được triển khai cái nhà ga đây. Thì ngày hôm nay Thắng tới đây Thắng quay review cho các bạn cái nhà này có diện tích tổng thể trên sổ đó là 234 mét vuông đó, và giá đang bán là 3 tỷ 7 với cái mặt tiền đường kinh doanh này. Và với cái tiềm năng mà cái đoạn này thông lên khu công nghiệp mới được mở ra, và cái làng đại học ở đó, và phía sau nữa đó là cùng đường quốc lộ 51 và cái dòng người ở thị trấn nữa, thì chắc chắn rằng là khi mà được hình thành những cái làng đại học hay là khu công nghiệp ở đây thì chắc chắn đoạn đường này sẽ là một cái đoạn đường mà cái dòng người chạy đi qua lại rất là đông, và đó là những cái mà nó kích thích cái dòng tiền, khai thác dòng tiền rất là tốt, được không ạ? Và nếu mà ai mà thấy được cái này tiềm năng ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là liên hệ với cả chủ đất, bởi vì Thắng cho cái số điện thoại của cô chủ lên trên đây nhá. Ok, và các bạn hoàn toàn có thể liên hệ để đàm phán được một cái giá, mức giá tốt nhất với cái lô đất này. Thì đây, đây là cái nhà cấp 4, hiện tại đất ấy đang có một cái nhà cấp 4 sẵn, tuy đã cũ rồi nhưng mà để sửa sang lại ở vẫn rất là tốt. Với cái một phòng khách này, một sân này, bạn thấy sân không? Sân trước này, rồi phòng khách và hai phòng ngủ, và phần phía sau thì cô chủ đang làm bên nấm đó, được không ạ? Các bạn bước vào nhà các bạn thấy không? Đây là bên ông bà chủ đất này, họ đang trồng nấm này đó, bạn thấy không? Cái gì này? Này lắm anh chi hả? Và như này đó, coi như là đã thử nghiệm thành công, và phía sau sau nhà là cũng đang trồng rất nhiều nấm đó. Ai mua có thể liên hệ nha, hàng chính chủ nha, hàng chính chủ luôn á, chăm sóc đặc biệt á,
thử nghiệm thành công rồi thì bây giờ cái nhà này hiện tại nó đang hơi bị chật để có thể là làm một cái vườn nhỉ, trồng chuyên về kinh doanh nấm, nên là ông bà chủ là muốn bán đi để là muốn kiếm cái nơi khác nó rộng hơn, lớn hơn để tiếp tục kinh doanh cái nấm này. À, hay quá, lần đầu tiên được nhìn thấy cái cây nấm Minh Chi các bạn, nhìn này đẹp không? Rồi, ai mà muốn cái lô đất này thì với cả cái công thức trồng nấm này thì cứ đi thẳng tới đây. Bán đất này khuyến mại luôn cái công thức trồng nấm cho. Được không? Ok. Đó. Đây chúng ta đi ra này. Và khi để mà đầu tư cái này, đầu tư chúng ta từ trung đến dài hạn nha, hoặc chúng ta về mua để ở để sau này có thể hoàn toàn khai thác được cái dòng tiền với cái mặt tiền kinh doanh này. Nếu mà đi ra ngoài kia này thì chúng ta có thể thấy rằng là ở ngoài kia họ kinh doanh rất là đông đó, và phía sau này thì cái trường đại học giao thông vận tải thì đã xây lên rồi và chỉ cần thêm những cái về cái khu công nghiệp được chính thức hình thành nữa. Và ở đó thì có những khu đô thị như là Game Sky hay là đi đường đó, sau này thì chúng ta sẽ đi được về những cái về tái định cư Lộc An, Bình Sơn và những khu đô thị ở ngay ngoài bên ngoài đó. Đó các bạn nhìn này, được không ạ? Với cái giá này thì nó trung bình là khoảng là 15 triệu một mét vuông với đất thị trấn Long Thành, thì cái giá này cũng khá là mềm và họ chủ đang cũng muốn bán, nên các bạn hoàn toàn có thể là liên hệ để có thể là làm việc nhá, đàm phán một cái giá tốt nhất cho mình, được không ạ? À, cái phía sau này nữa thì thằng nhìn lại quay lại đây này, cái phía ngoài kia đó, phía ngoài đó thì sẽ là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ chạy qua đây. Đó thì chắc chắn rằng đây sẽ là một cái cầu đi ngang của cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đi ngang qua đây. Đó thì chúng ta sẽ nó đi chạy ngang qua đây, chạy về phía sân bay Long Thành. Và cái vị trí này thì nó cách sân bay Long Thành đâu đó là khoảng tôi nghĩ là khoảng 10 km. 10 km là khá an toàn và khá là đẹp rồi. Ở đây thì khu dân cư cũng đã sống rất là ổn định. Đó. Và chắc chắn rằng nó luôn có những cái lý do tăng giá về cái khu công nghiệp ở phía sau đó. Rồi tí nữa thì Thắng sẽ dùng cái xe máy này, Thắng sẽ chạy từ cái vị trí cái nhà này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chạy từ đây đi ra ngoài đường quốc lộ 51 để các bạn xem cái nhịp sống và cái đoạn đường họ kinh doanh buôn bán ra làm sao. Ok nhá các bạn nhá. Và bây giờ thì chúng ta nhìn từ trên cao xuống cái vị trí lô đất trước mặt các bạn đó, có cái mũi tên chỉ xuống đó. Rồi. Đó, chúng ta cùng đảo một vòng flycam quay xung quanh cái lô đất xem nó có những cái gì hay và coi xem cái vị trí xung quanh này, cái lượng dân cư nó như thế nào. Thì ở đây ở gần cái lô đất này thì nó có hai cái công ty nhỏ, một công ty về may mặc với một công ty về Đồng Tiến thì phải. Thì hai công ty này thì có lượng công nhân buổi chiều về đây cũng khá là đông nha các bạn. Đó. Rồi chúng ta đang nhìn về cái phía trung tâm thị trấn Long Thành. Cái phía cái tòa nhà cao cao các bạn nhìn thấy đó chính là Long Thành Plaza. Đó, nhìn trên cao thì chúng ta cũng thấy được là cái lượng dân cư ở đây ở cũng khá là ổn phải không ạ? Đó. Và ở đây thì ở gần với cả công an, nhân dân. Rồi, đấy lô đất chúng ta nằm phía dưới nha. Chúng ta nhìn từ trên cao xuống cái đường này đó, nhà mọi người xung quanh ở rất là ổn định, nhà lớn và mặt tiền hai bên kinh doanh cũng khá là tốt, chỉ cần là thông cái đường này ra đến khu công nghiệp mở rộng và lên được cái làng đại học chỗ đó nữa là đảm bảo cái tuyến đường này sau này cái lượng người, cái lượng dòng tiền nó sẽ chạy qua rất là đều cho các bạn. Lúc đó thì chúng ta có thể làm gì cũng được, thích kinh doanh thì kinh doanh, còn thích cho thuê thì chúng ta sẽ khai thác cho thuê các kiểu.
Bây giờ là cái đang là cái buổi cái giữa trưa tầm là 10 giờ thì phải. 10 giờ thì cái lượng người hiện tại người ta đi làm hết rồi nên cũng không có đông như buổi sáng sớm hay là buổi chiều. Và trước mặt các bạn đang nhìn thấy đó là cái tuyến đường quốc lộ 51, và băng qua tuyến đường quốc lộ 51 bên kia đó chính là trung tâm hành chính của huyện Long Thành. Ở đó có tất cả mọi thứ về trường này, về ủy ban nhân dân này, phòng tài nguyên này, rồi là công viên này, tất cả mọi thứ là nằm ở đó hết. Và cái khu đó là cái khu là ăn uống vui chơi rất là vui của thị trấn Long Thành. Và với mức giá là khoảng hơn 15 triệu vậy thì Thắng thấy là khá là ổn cho đất trung tâm thị trấn. Và vừa nãy Thắng đo trên bản đồ vệ tinh ấy, thì từ cái ngã ba ngoài quốc lộ 51 này này các bạn này, từ ngã ba quốc lộ 51 đó đi ra chỗ cái cửa vào sân bay ấy, thì nó khoảng là 6,5 km, khoảng cách khá là tốt, không ồn nào. Rồi chúng ta cùng quay trở lại cái lô đất thì chúng ta nhìn rõ hơn. Đó, các bạn thấy có thể là nhìn thấy phía trước không? Phía trước thì đó là đó một bãi đất trống với cây không là cây, và có một cái tòa nhà ở giữa kia, đó chính là bên trường Đại học Giao thông Vận tải thì họ đã xây như đó rồi đó. Thì cái khu Đại học Giao thông Vận tải và những trường đại học khác và nguyên cái bãi đất trống về cây như vậy thì sau này nó là khu công nghiệp mở rộng. Ok, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trên cái bản đồ quy hoạch để chúng ta biết được cái vị trí cái lô đất này. Thì cái lô đất này nằm đây các bạn này, đây này, vị trí này này. Đây, đó kế bên Công an Nhân dân này. Đó thì nằm vị trí này thì nó gần với cả cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Và thực ra cái remap ấy nó nằm xích lại bên đây một xíu chứ không nằm sát vậy đâu. Remap đôi khi nó bị lệch nha. Rồi ok, thì cái tuyến đường Trường Chinh, đây là tuyến đường quốc lộ 51 này. Đó, thì cái tuyến đường quốc lộ 51 này là từ quốc lộ 51 này chúng ta chạy qua đây. Đây, đó thì chạy tới đây. Hiện tại cái tuyến đường này nó đang tới đây là hết rồi, thì sau này nó sẽ thông vào cái khu đất giáo dục ở đây. Đấy, thì đất giáo dục đây, thế đây là trường Đại học Giao thông Vận tải này, khu đất giáo dục này, và cái khu công nghiệp Long Đức nó mở rộng ở khu nguyên khu này. Đó, được không ạ? Đó, còn trên đây sẽ là Game Sky các bạn này. Game Sky đó, khu nghiệp Long Đức nó mở xuống dưới là đây luôn. Thì chính ra cái tuyến đường này sau này nó mà mở thông lên khu công nghiệp, khu làng đại học này thì chắc chắn như thằng đã phân tích trước rồi, nó có cái tiềm năng có sẵn và bây giờ nó là cây không thôi. Rồi, và hiện tại từ cái vị trí này chúng ta cũng có thể đi cái đường hẻm chúng ta đến qua tới khu tái định cư Lộc An Bình Sơn ở bên đây. Khu này thì hiện tại hạ tầng đang triển khai rất là tốt rồi. Hiện tại cái Google Map của trên Remap này họ chưa cập nhật đầy đủ cho chúng ta được. Đó, được không ạ? Rồi, đó. Thì khi mà chạy ra quốc lộ 51 ấy, thì tới đây này. Đây là cái trung tâm hành chính của huyện Long Thành, có tất cả mọi thứ về giáo dục, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, về công viên, về sân vận động, về bệnh viện, trường học. Đấy, từ bên đây này, từ đây chạy ra có một tí xíu thôi. Các bạn nhìn thắng đo nha. Từ đây này, qua đây này, có 1 km thôi là các bạn thấy này. Trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 này, đất giáo dục ở đây hết này, trung học cơ sở này, công viên này, rồi là bệnh viện này, công an, sân vận động này, bệnh viện Long Thành, đúng rồi, bệnh viện Long Thành đây này. Đó thì tất cả mọi thứ thương mại dịch vụ nằm đây hết, có 1 km thôi là qua tới đó rồi. Đó, rồi thắng phóng cái vệ tinh xuống nha, những bạn nhìn này. Đó bên đây này. Đó, cư cư cực kỳ là đông. Được không ạ? Đó. Rồi, đây để tham phóng nhỏ lại cái bản đồ nha. Thì từ cái vị trí đó tới cái vần sân bay Long Thành. Đây sân bay Long Thành đây. Đây, thằng đo nhỉ. Từ cái vị trí đây này đi tới cửa vào sân bay Long Thành thì nó khoảng là 6,5 6,63 hoặc 6,5 km này ha. Từ đây giờ đi vào đây nữa thì có độ 10 km là chúng ta có thể vào tới sân bay rồi. Và cái vị trí này thì không không có ồn nha. Nếu nếu mà tính tới cái range sân bay thì nó tới đây thôi. Tới đây này, tới đây phải không? Thì có 5 km, 5 km là đảm bảo là thoải mái rồi. Đó. Đất thị trấn và giá hơn 15 triệu thì các bạn liên hệ với cái chị anh chị chủ nhà nhé, Thắng cho số điện thoại trên đó đó. Đó và những cái tiềm năng có sẵn và những cái gì có sẵn ấy thì Thắng cũng đã trình bày hết trong cái phần quy hoạch và cái video này rồi. Được không ạ? Rồi. Rồi. Đây, thì Thắng kéo vệ tinh Google cho các bạn nhìn nó rõ nha. Đây, đó, các bạn này này. Đó, cái lượng dân cư này. Đó, ở rất là đông rồi. Được không ạ? Ở khá là đông. Sân vận động này. Đo lại coi, Thắng đo lại từ đây này. Đi ra tới quốc lộ 51 này. À, vậy là 600 mét nha. 600 mét, và lúc đầu Thắng nói nhầm khoảng 200 mét, nói nhầm đó. Vậy là có 600 mét thôi. Là chúng ta tới quốc lộ 1 và đi qua quốc lộ 1 thì qua bên đây thì nó khoảng 1 km đến 1 km rưỡi là chúng ta sẽ gặp 1 km rưỡi là chúng ta gặp đường Lê Duẩn bên đây rồi này, 1,4 km này đó.
đường trung tâm thị trấn nằm bên đây. Nhưng bên trên đây thì có đầy đủ mọi thứ rồi. Và bây giờ thì chúng ta nhìn qua cái sổ cái nha, để các bạn nhìn cho nó rõ và an tâm hơn. Thì đây, cái sổ bên đây, thửa số 2, tờ bản đồ số 3, đất thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai, diện tích là 234,4 m². Đó, trong đó thì 234 là đất dùng riêng và đất trồng cây lâu năm khác, thì hiện tại là chủ chưa có lên thổ cư nha. Rồi, thì hiện tại thực tế là cái đất này nó phải là 250 m². Đó, thì khi mà có nếu các bạn mua mà làm sổ lại cập nhật lại ấy, chắc chắn là nó sẽ được ra 250 m², bởi vì cái đường chỗ này này, cái đường này là họ đưa vào đây là cái đường mở rộng rồi. Còn hiện tại cái đường thực tế nó chưa mở rộng, nó đã bự cỡ đó rồi. Mở rộng hơn thì nó sẽ vào thêm mấy mét nữa. Đó, tính ra thì nó sẽ là 200 gần 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 260 đó các bạn. À, rồi, ở đây kích thước thì các bạn nhìn này, phía trước ấy rộng ấy là 5,6 m và phía sau rộng là 8 m và chiều dài là 36. Thì đây là cái đường đã mở rộng, còn đường chưa mở rộng ấy thì chưa mở rộng thì nó tới đây này, thì chỗ này nó khoảng là 40 m đó. Ok. Rồi, ok, và tình hình sổ sách cũng đã xong nha. Xin bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nha. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ với cái lô đất này nhé.